Xin chào các ba, các mẹ đã đến với kênh Bác sĩ sữa mẹ Anh Thi. Trong các cái chuỗi vlog sắp tới thì bác sẽ nói về chủ đề cai sữa, như là thời điểm nào thì cai sữa cho con, rồi cách cai sữa như thế nào. Và chúng ta sẽ có nhiều phần ha. Thì cái phần đầu tiên ngày hôm nay bác sẽ nói đó là thời điểm cai sữa cho bé. Bây giờ bác sẽ đọc một số những cái câu hỏi mà các mẹ hay gửi đến cho bác qua fanpage Bác sĩ sữa mẹ Anh Thi, hoặc là hay hỏi bác ở trên group nuôi con bằng sữa mẹ cùng Bác sĩ sữa mẹ Anh Thi ha. Câu hỏi đầu tiên đó là: bé em được 14 tháng, cứ ăn tốt á, thì không sao, mà biếng ăn á, thì người thân lại bảo là cai sữa mẹ đi, đói phải ăn, sữa mẹ còn chất gì nữa đâu. Là một người mẹ muốn duy trì sữa mẹ cho con, nghe những lời như vậy rất là tủi thân. Bác Thi có bài hay vlog nào chia sẻ về sữa mẹ sau 1 tuổi chưa? Cho em xin để lưu lại, nếu được đọc cho người thân nghe ạ. Một mẹ khác thì lại nhắn hỏi bác như thế này: bác Thi ơi, sữa em sau 6 tháng chắc bị loãng rồi, em có cần bổ sung sữa công thức cho con hay không? Chủ đề sữa loãng thì bác đã từng nói rồi. Các mẹ có thể bấm cái keyword là sữa loãng, sữa đặc ở Bác sĩ Anh Thi, thì kênh YouTube nó sẽ suggest cho các mẹ cái vlog mà bác đã làm rồi ha. Rồi một mẹ khác thì lại hỏi là: bác Thi ơi, con em 2 tuổi rồi, ai cũng bảo sữa mẹ hết chất rồi. Em theo dõi trang của bác thì biết là bú sữa càng lâu càng tốt, mà xung quanh em á, nhiều người nói vậy làm em cũng bị lung lay và hoang mang theo. Bác ơi, bác củng cố tinh thần cho em với. Và một mẹ nữa thì hỏi là: bác ơi, con em 1 tuổi rồi, em có cần bổ sung thêm sữa công thức cho con cao hơn với lại tăng ký tốt hơn không bác? Đây là những cái câu hỏi mà rất là nhiều mẹ hỏi bác, hỏi về chuyện có cần bổ sung sữa công thức để cho bé có chất hơn không, để cho bé tăng cân tốt hay là phát triển chiều cao tốt hơn không. Rồi những cái lo lắng về chuyện là sữa sau 6 tháng, sau 1 tuổi, sau 2 tuổi là đã mất chất hay là hết chất rồi, sữa bị loãng rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ về những cái câu trả lời ha. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về khuyến cáo ha. Khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, UNICEF hay là của Hiệp hội Nhi khoa Mỹ đều là khuyên các mẹ cho con bú sữa mẹ tới sau 2 tuổi. Sau 2 tuổi nghĩa là 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi vẫn được nha. Chứ không phải là chúng ta chỉ cho con bú tới 6 tháng, 1 tuổi, 2 tuổi đâu. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi sâu về những cái lợi ích mà nếu mà chúng ta cho con bú càng lâu càng tốt nha. Lý do đầu tiên đó là sữa mẹ vẫn luôn chứa đầy đủ các cái chất dinh dưỡng như đạm, béo, đường, vân vân, đủ cho các bé phát triển theo từng giai đoạn, chứ không giảm đi như mọi người vẫn nghĩ. Dĩ nhiên là sau 6 tháng là phải ăn dặm, bởi vì chỉ có sữa không, cho dù là sữa mẹ hay sữa công thức thì cũng sẽ không đủ dinh dưỡng cho con. Vấn đề ở đây là sữa mẹ hoàn toàn không bị giảm chất lượng mà vẫn đầy đủ các cái thành phần để hỗ trợ cho bé phát triển. Nên các mẹ đừng nghĩ rằng sau 6 tháng thì phải bổ sung thêm sữa công thức để cho con có đủ chất nha. Mà sau 6 tháng vẫn tiếp tục duy trì sữa mẹ kèm thêm với lại bắt đầu ăn dặm cho con nha. Điều thứ hai đó là chất béo và năng lượng trong sữa mẹ cho con bú trên 1 tuổi tăng cao hơn so với những mẹ cho con bú thời gian ngắn hơn. Trong cái nghiên cứu này thì tác giả đã nghiên cứu đối tượng là các mẹ có con từ 19 đến 39 tháng á. Và người ta thấy là sữa mẹ sau 1 tuổi không có giảm chất lượng nha. Điều thứ ba đó là khi nghiên cứu, người ta thấy hàm lượng của lactoferrin, lysozyme, immunoglobulin A ở trong sữa mẹ sau 1 tuổi cao hơn nhóm sữa mẹ dưới 1 tuổi. Đây là những cái chất mình coi như nó là kháng thể để nó giúp em bé giảm được các cái nguy cơ mắc các cái bệnh lý, nhất là các bệnh lý về đường hô hấp và tiêu hóa. Bây giờ bác ví dụ một trường hợp ha, là nếu như mà một người mẹ bị cảm đi, thì cảm hay sốt, ho, sổ mũi gì đấy, thì những cái triệu chứng đó là thông thường là do nhiễm siêu vi. Khi mà các mẹ bị cảm như vậy thì các mẹ đang tiếp xúc với lại cái con siêu vi đó ở trong cơ thể của mình. Khi mà cơ thể của mình á phát hiện ra cái con siêu vi đó thì nó sẽ tự sản xuất ra kháng thể chống lại cái chính cái con siêu vi mà người mẹ đó đang mắc.
Nếu như mà em bé bú sữa của người mẹ đó thì em bé sẽ nhận được cái kháng thể đang mà cái kháng thể đó nó chuyên biệt ha, nó chống lại chính cái con siêu vi mà người mẹ đang mắc. Trong khi là nếu mà em bé đó nếu lúc đó mà đi bú sữa của một người mẹ khác chẳng hạn thì nó sẽ không nhận được cái kháng thể chuyên biệt như vậy, mặc dù là cái sữa của người mẹ kia vẫn có đầy đủ chất, vẫn có những cái kháng thể khác. Vậy thì nếu một người mẹ đang bị cảm cúm thì cứ việc cho con bú chứ không có nên ngừng cho con bú sữa mẹ. Vậy thì khi mà tới lúc bé đi học, ví dụ như bé 3 tuổi đi, bé đến trường, bé vào lớp, các bạn sẽ mỗi bạn ở trong lớp sẽ đem một cái con siêu vi vô trong lớp của mình đúng không? Vì mỗi bạn sẽ sống ở một môi trường khác nhau và các bạn lây bệnh cho nhau, nên cái giai đoạn mà đi học là cái giai đoạn mà các bạn dễ bệnh nhất. Vậy thì khi mà các bạn về nhà, các bạn sẽ đem các cái con siêu vi đó về nhà luôn và người mẹ cũng sẽ tiếp xúc được với các cái con siêu vi đó và cơ thể người mẹ cũng sẽ sản xuất ra kháng thể chống lại các cái con siêu vi mà mỗi ngày con tới lớp con tiếp xúc. Có thể mẹ cũng không có bị bệnh đâu, bởi vì có thể mẹ đã từng tiếp xúc với các con siêu vi đó trước đó rồi. Cho nên đó là mẹ sẽ không bị bệnh, nhưng mà nếu bé nhận được cái sữa mẹ, bé vẫn còn được bú sữa mẹ ở giai đoạn đó thì rất là tốt cho bé và bé sẽ giảm cái nguy cơ mắc bệnh hơn rất là nhiều. Còn những bạn nào mà mình thấy là ổ con bú sữa mẹ mà sao con vẫn bệnh vậy, thì mình phải hiểu rằng nếu em bé đó mà không được bú sữa mẹ thì khả năng em bé cái tần suất bệnh của nó sẽ còn nhiều hơn, hoặc là nếu con bệnh thì con sẽ có dễ bị bệnh nặng hơn, lâu hết hơn. Điều tiếp theo đó là sữa mẹ vừa giúp bảo vệ bé trước các nguồn bệnh cấp tính như nhiễm trùng, đường hô hấp, tiêu chảy, viêm tai giữa và đến cả các cái bệnh lý mãn tính về sau như béo phì, đái tháo đường, tăng huyết áp. Và một cái điều rất là hay đó là nếu như mà mẹ nào vẫn còn duy trì được cái sữa mẹ lâu dài thì khi mà bé bị bệnh á, bé nó sẽ giảm ăn nhưng mà nó sẽ có cảm giác được ôm ấp mẹ khi mà mẹ cho bú. Và nếu mà lúc đó vẫn còn sữa mẹ thì cái sữa mẹ nó là một cái nguồn dinh dưỡng cung cấp cho con trong khi mà con bị bệnh và con đang biếng ăn và con không muốn ăn một cái gì cả. Trước đây bác có một người mẹ sinh đôi thì người mẹ này đủ sữa cho con và vẫn còn duy trì sữa cho con khi mà con đã được 3 tuổi. Các bạn đi học ở trường thì ăn uống ở trường nhưng chiều tối về vẫn bú vài cữ nữa. Và giai đoạn đó thì cả hai bạn đều bị bệnh và phải nhập viện. Khi nhập viện như vậy á, các bạn mệt đó, các bạn không có chịu ăn gì cả. Thì may quá là hai bạn vẫn còn chịu bú mẹ đó, thì mẹ cứ cho hai bạn bú ở hai bên. Thì vài ngày sau sữa tăng lên, mẹ cảm giác là chỉ cần 2-3 ngày thôi hai bạn bú là cảm giác cái ngực nó căng lên giống như là hồi trước đây mình chưa có giảm cho bú gì đó. Để cho các bạn thấy, các mẹ các ba thấy là nếu mà mình còn duy trì được cái nguồn sữa mẹ lâu dài cho con á, thì vào những cái thời điểm mà con bệnh hay con khó ở á, thì cái mình có được cái nguồn sữa mẹ để cung cấp cho con rất là tốt, vừa là cung cấp dinh dưỡng vừa là cung cấp cái kháng thể sức đề kháng cho con luôn. Về nguồn dinh dưỡng thì sữa mẹ vẫn là nguồn dinh dưỡng dễ hấp thu nhất cho bé, giúp bé phát triển tốt cả chiều cao nữa, thì đây là cái nghiên cứu chứng minh điều đó. Và trong sữa mẹ cũng có sẵn AHA, DHA, ARA ở dạng rất dễ hấp thu. Những chất này sẽ giúp các bé phát triển trí não, trí thông minh tối đa nhất có thể. Và dĩ nhiên là nếu mà mẹ nào vẫn duy trì được cái chuyện sữa mẹ lâu dài thì sẽ tiết kiệm được một cái khoản chi phí khá lớn cho gia đình mình khi mà không phải mua sữa công thức. Và nếu mẹ nào vẫn còn có thể ôm con bú thì điều đó rất tốt, nó sẽ giúp gắn kết tình mẹ con. Nhiều mẹ kể với bác rằng bây giờ con lớn rồi, khi mà con bú là con bú ở đủ mọi tư thế, hoặc là đang bú thì nhoẻn miệng cười với mẹ, đang bú thì nhả ti ra và nói chuyện AA với mẹ. Những cái điều đó rất là đẹp và nó sẽ khiến cho tâm hồn của người mẹ rất là hạnh phúc. Nó tạo một cái sự gắn kết rất là thiêng liêng. Vậy thì trong điều kiện có thể, các mẹ hãy cố gắng cho con có được một cái nguồn sữa mẹ càng lâu càng tốt. Và tốt hơn nữa là có thể cho con bú mẹ trực tiếp càng lâu càng tốt nha. Còn đối với người mẹ thì nếu mà tiếp tục cho con bú sẽ giảm được các cái nguy cơ bệnh lý về ung thư vú, ung thư buồng trứng, cổ tử cung, loãng xương, bệnh khớp, bệnh tim mạch, vân vân. Một số mẹ sẽ chưa có kinh nguyệt lại, sẽ được tận hưởng cái khoảng thời gian sung sướng này. Vậy thì thời điểm cai sữa thích hợp là thời điểm nào?
Thật ra là các cái chuyên gia về sữa mẹ trên thế giới đều khuyên là các mẹ nên cai sữa một cách tự nhiên, có nghĩa là để bé tự bỏ. Còn nếu như mà trong một cái trường hợp bất khả kháng mà mình phải cai sữa thì phải chấp nhận là nó sẽ có những cái khó khăn về mặt tâm lý cho cả mẹ cho cả bé. Và các mẹ hãy cố gắng là đừng vì xung quanh người ta làm khác mình mà mình cảm thấy là mình lạc lõng quá. Ví dụ như là bạn bè mình xung quanh ai cũng 1 tuổi 2 tuổi cai sữa rồi, mà tự nhiên giờ mình cho con bú tới 3 4 tuổi cái mình cảm thấy ô mình lạc lõng quá. À không, mình đang làm điều tốt nhất cho con đó. Và nếu như mà mình làm vì người khác, mình làm theo số đông, con mình nó không được hưởng những cái lợi ích tốt nhất về sữa mẹ, thì sau này khi mà mình biết rõ được các cái điều nào là tốt nhất cho con á, tự nhiên mình cảm thấy chạnh lòng và mình sẽ cảm thấy là ước gì hồi đó mình biết trước những cái kiến thức này để mình có thể cho con bú lâu nhất có thể. À, đó cũng là cái tâm trạng của bác luôn á, tại vì hồi xưa bác không có đầy đủ kiến thức sữa mẹ như bây giờ, cho nên bác đã không có kéo dài cái thời gian cho con bú mẹ nhất có thể. Và bác muốn rằng các mẹ đừng lặp lại cái sai lầm này của bác, nên bác làm cái vlog này để nói kỹ cho các mẹ hiểu về cái chuyện là mình nên cho con bú sữa mẹ càng lâu càng tốt. Vậy là các mẹ đã hiểu được cái thời điểm để mà cai sữa cho con tốt nhất đó là để con tự cai. Còn trong trường hợp mà các mẹ muốn cai thì phải cai như thế nào thì trong những cái vlog sau bác sẽ nói nha. Còn vlog hôm nay bác sẽ tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các ba các mẹ trong các cái vlog lần sau nha. Ngoài tư vấn trực tiếp hoặc video call, các mẹ có thể tham gia vào group nuôi con bằng sữa mẹ cùng bác sĩ sữa mẹ Anh Thi theo hướng dẫn trong phần mô tả. Khi tham gia group, mẹ sẽ được bác sĩ Anh Thi trực tiếp giải đáp thắc mắc cho từng câu hỏi. Bác sẽ đồng hành cùng các mẹ từ quá trình mang thai, chuẩn bị kiến thức sữa mẹ qua hơn 30 bài học trong group, và tiếp tục đồng hành giúp mẹ bình an nuôi con bằng sữa mẹ từ ngay sau khi sinh cho đến khi bé ăn dặm và có thể đến bé thứ hai, bé thứ ba, bé thứ tư luôn mẹ nhé. Đường link hướng dẫn đăng ký vào group ngay ở bên dưới phần mô tả thông tin của clip này. Thương chúc các mẹ luôn bình an và thuận lợi trên con đường nuôi con bằng sữa mẹ.